tình tiết mới để cơ quan cảnh sát điều tra phục hồi điều tra là bởi một nhân chứng cũng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc là chị nguyễn thị tg chú tại thành phố hà nội đã hợp tác cùng với cơ quan điều tra cung cấp các thông tin tài liệu liên quan vụ đường nhuệ hành hung mẹ con bà lý Ngày 12 tháng 6, theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, liên quan vụ việc Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, trú tại số 233 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý và anh Mai Thế Duy xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18 tháng 11 năm 2014. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước những chứng cứ không thể chối cãi, thì Đường Nhuệ đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đây chính là một trong những cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Đường Nhuệ trước khi ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình để xem xét truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường trước tòa trong thời gian tới. Ông Phạm Mạnh Tính, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình xác nhận, cơ quan này đã nhận được hồ sơ kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình để chuẩn bị truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường trước tòa về hành vi cố ý gây thương tích. Lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình có những trao đổi để trả lời cho lý do vì sao cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình từng phải ra quyết định tạm dừng điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18 tháng 11 năm 2014. Đến nay, sau quá trình khôi phục điều tra, đã có thể hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp xem xét truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường ra trước tòa trong thời gian tới liên quan tội danh trên. Theo lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, lý do cơ quan điều tra buộc phải ra quyết định tạm dừng điều tra vụ án vào ngày 5 tháng 7 năm 2015 là bởi sau khi kết thúc 6 tháng điều tra theo quy định, thời hiệu điều tra đã được gia hạn nhưng khi đó vẫn chưa xác định được bị can. Cụ thể, thời điểm đó chứng cứ để buộc tội Nguyễn Xuân Đường là chưa chắc chắn, mới chỉ có lời khai từ một phía của bà Đinh Thị Lý, sinh năm 1964, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, và con trai là Mai Thế Duy, sinh năm 1987. Đến ngày 14 tháng 4 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình là do có thêm tình tiết mới. Nguyễn Xuân Đường, 49 tuổi, bị đề nghị truy tố về tội cố ý gây thương tích trong vụ án đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Ngày 11 tháng 6, Công an thành phố Thái Bình cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2, điều 104, Bộ luật hình sự năm 1999, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Theo kết quả điều tra, năm 2012, bà Đinh Thị Lý, 48 tuổi, trú tại thành phố Thái Bình, được người tên Giang gọi điện thoại nhờ xin việc cho người quen. Bà Lý viết giấy biên nhận 300 triệu đồng và 2 năm sau bị Giang đòi lại tiền, Tối ngày 17 tháng 11 năm 2014, bà Lý bị nhóm đàn em của Đường Nhuệ đến nhà riêng ở thành phố Thái Bình đòi 300 triệu đồng cho Giang. Bị nhóm này uy hiếp, đe dọa nên bà Lý gọi điện trình báo công an phường Trần Lãm và cảnh sát 113. Khi công an xuất hiện, nhóm đòi nợ bỏ đi. Hôm sau, bà Lý cùng con trai Mai Thế Duy và nhóm đòi nợ ra phòng tiếp dân của công an phường Trần Lãm để giải quyết. Tại phòng tiếp công dân ở trụ sở công an phường, mẹ con bà bị Đường Nhuệ hành hung, Duy bị đánh vỡ xương hàm mặt, thương tật 15%. Ngày 5 tháng 1 năm 2015, Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Song 6 tháng sau tạm dừng điều tra với lý do chưa có đủ căn cứ, chưa xác định ai là người trực tiếp gây ra thương tích cho anh Duy. Mẹ con bà Lý Khai bị đường nhuệ đánh nhưng ông ta phủ nhận. Trong 3 vụ án đang bị điều tra, đây là vụ án đầu tiên đường nhuệ bị đề nghị truy tố. Đầu tháng 4, đường nhuệ bị bắt trong vụ án cố ý gây thương tích cho tài xế. Ngày 21 tháng 4, đường bị khởi tố trong vụ án đánh người gây thương tích tại trụ sở công an phường Trần Lãm từ 6 năm trước sau đó bị khởi tố lần thứ ba trong vụ án cưỡng đoạt tài sản tiền hỏa táng. Nhà chức trách Thái Bình cho hay từ năm 2010 đã xử lý 20 vụ, 15 người có mối quan hệ với Đường Nhuệ, song không có căn cứ để xử lý do Đường Nhuệ hoạt động tinh vi, không ra mặt trong phần lớn các sự việc. Liên quan đến các vụ án do băng nhóm Đường Nhuệ tại tỉnh Thái Bình gây ra, cơ quan báo chí đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Ngọc Hoàng, trưởng phòng luật sư Long Tâm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để làm rõ hành vi vi phạm của từng vụ án và mức hình phạt mà Đường Nhuệ phải nhận qua trao đổi với luật sư Hoàng phân tích cụ thể vụ án như sau. Một, với vụ án cố ý gây ra thương tích xảy ra tại trụ sở công ty bất động sản đường Dương, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình cần phải nhanh chóng điều tra, kết luận và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cung cấp để truy tố, xét xử đối với 6 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Dương, vợ của Đường Nhụy. Hành vi phạm tội của 6 bị can nói trên được quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Trên cơ sở tùy theo thương tích của bị hại là nhân viên giao hàng, để có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội mà các bị can đã gây ra. Tuy nhiên, trong vụ án này, cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình cần phải làm rõ kết luận một loạt các dấu hiệu được quy định tại khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự 2015 để từ đó có hình phạt thích đáng đối với băng nhóm này. Cụ thể, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng với dấu hiệu hành vi gọi bị hại đến trụ sở là nhà riêng để hành hung, dù trước đó bị hại đã thanh minh, giải thích nhưng các bị can vẫn cố tình bức hại. Sử dụng người dưới 18 tuổi phạm tội. Theo đó, có một trong các bị can bị tạm giam phạm tội khi mới 17 tuổi. 2. Với vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bắt giam 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vào ngày 16 tháng 4 năm 2020. Cơ quan điều tra cần phải điều tra, kết luận với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự 2015 với các đối tượng đã bị bắt giam và mức hình phạt cao nhất được quy định tại khoản 3 và 4. Điều này căn cứ giá trị thiệt hại đã xảy ra để có mức án tương xứng đối với người phạm tội. Cụ thể, phải chịu mức án lên tới 15 năm tù, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cần phải xem xét những vấn đề đang bị bỏ ngỏ. Vì những người khác có trách nhiệm, có hay không hành vi thông đồng, giúp sức nhận hối lộ, của vợ chồng Đường Nhuệ trong việc đấu thầu đất liên quan đến một loạt các cán bộ Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên Môi trường. Từ đó có thể khởi tố, xử lý trách nhiệm hình sự thêm những người liên quan này bằng một tội danh khác theo quy định của pháp luật. 3. Ngoài ra, diễn biến của vụ án cưỡng đoạt tài sản cho thấy, trong vụ án này, bị can Đường Nhuệ cùng đàn em đã nhẫn tâm buộc thu tiền dịch vụ hỏa táng. Mỗi trường hợp tăng ra ở tỉnh Thái Bình 500.000 đồng trên một ca. Đây là hành động thể hiện sự coi thường pháp luật, trà đạp lên đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, nghĩa tử là nghĩa tận. Đây là hành vi thất đức và rất tàn nhẫn vì nhóm tội phạm này đã dùng vỏ bọc từ thiện để che giấu thủ đoạn cưỡng đoạt, cướp bóc tinh vi của mình. Hành vi đe dọa, uy hiếp người khác để lấy tiền thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Điều 170 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản. Có thể nói rằng đây là những hành vi thể hiện thái độ côn đồ, thách thức pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến các hoạt động của doanh nghiệp quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân làm tăng thêm gánh nặng cho những gia đình có người tử vong cần phải hỏa táng. Về công ty bất động sản Đường Dương nhiều năm nay thường xuyên kê khai khi không có thu nhập, không nộp thuế cho nhà nước khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Bởi trước đó, vụ án cố ý gây thương tích xảy ra, thông tin trên báo chí và mạng xã hội rầm rộ cho biết công ty bất động sản Đường Dương là doanh nghiệp lớn từ hoạt động đấu giá kinh doanh bất động sản. Bản thân Đường Nhuệ cũng được gắn với mác đại gia bất động sản đặc biệt trên trang cá nhân của Đường Nhụy và vợ là Nguyễn Thị Dương ngập tràn những hình ảnh tiền xếp cao trên bàn, đi siêu xe vài chục tỷ đồng và đặc biệt vợ chồng Đường Nhụy luôn cho rằng bản thân có trái tim Bồ Tát, kêu người nghèo. Những hình ảnh ấy khiến cho ai cũng nghĩ đây là một doanh nghiệp bất động sản đầu đàn của tỉnh Thái Bình và đóng góp lớn vào nguồn ngân sách của địa phương. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng công ty bất động sản Đường Dương lại có thu nhập không đồng. Về vấn đề này, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ phối hợp với cơ quan thuế tỉnh Thái Bình để xác định hồ sơ kê khai, đăng ký thuế và việc nộp thuế của công ty này trong thời gian qua như thế nào. Nếu xác định công ty bất động sản Đường Dương đã trốn các khoản thuế phải nộp theo quy định của nhà nước từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng mà đã bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân người đứng đầu, người quản lý thuế của doanh nghiệp này và đối với cả pháp nhân là doanh nghiệp theo quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự năm 2015 tội trốn thuế có thể áp dụng với cả cá nhân và pháp nhân thương mại khi thực hiện một trong những hành vi quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự, mức phạt về hành vi trốn thuế có thể áp dụng với cá nhân lên đến 7 năm tù và áp dụng chế tài phạt tiền đối với pháp nhân và các biện pháp hành chính. 4. Đối với vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào năm 2014 và được khởi tố điều tra ngày mùng 5 tháng 1 năm 2015. Tuy nhiên sau đó bị tạm đình chỉ điều tra vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 2015. Để có thể phục hồi điều tra một vụ án tạm đình chỉ thì cơ quan điều tra đã xác định được bị can thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời chưa hết hiệu lực truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặt khác, căn cứ vào điều 27 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì một vụ án được phục hồi điều tra sau hơn 5 năm kể từ ngày xảy ra hành vi phạm tội thì tội phạm mà các bị can đã thực hiện phải thuộc trong 3 trường hợp: tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, không thể thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng. Do đó, khung hình phạt mà các bị can có thể phải nhận là trên 3 năm tù. Đối chiếu với điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 thì bị can có thể bị áp dụng khoản 2, 3, 4 hoặc 5 với mức hình phạt từ 2 năm đến 20 năm hoặc là tù trung thân. Đối với việc bỏ trốn sau khi khởi tố của Đường nghệ, thì đây là hành vi cản trở hoạt động điều tra, người vi phạm có thể bị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc khi lượng hình. Trái lại, thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hay tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả là các tình tiết có thể giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Khi quyết định hình phạt, tòa sẽ căn cứ vào quy định của bộ luật hình sự cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt phù hợp điều 55 bộ luật hình sự quy định khi xét xử một lần cùng một người và phạm nhiều tội thì tòa án quy định phạt đối với từng tội danh sau đó tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu các hình phạt đã tuyên là cùng tù có thời hạn thì hình phạt chung không vượt quá 30 năm nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là trung thân thì phạt tù là trung thân nếu hình phạt nặng nhất trong các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác mà các khoản tiền được cộng lại sẽ hình thành hình phạt chung khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm tòa án sẽ xét đến tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm từ những hành vi vi phạm pháp luật của đường nhuệ thời gian qua cho thấy hoạt động của vợ chồng đường nhuệ và các đối tượng liên quan là phi pháp các nguồn thu nhập bất hợp pháp đến từ hành vi đe dọa uy hiếp thao túng thị trường bất động sản ăn chặn cả tiền của người chết không thực hiện được nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước các đối tượng này là hoạt động kinh doanh nhưng không giúp ích được cho nhà nước, cho xã hội mà gây thất thoát tiền sử dụng đất của nhà nước. Với những vụ án phức tạp và nghiêm trọng do vợ chồng Đường nhuệ gây ra, thời gian tới đây, cơ quan có thẩm quyền cần phải điều tra làm rõ để có hình thức xử lý phù hợp, nghiêm minh, đủ tính răn đe và phòng ngừa chung. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử sau này, các cơ quan tố tụng sẽ căn cứ tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, nhân thân của bị can trước khi quyết định xử phạt. Luật sư Hoàng phân tích